Rồi, ok, hello các bạn nha, thì mình là An Khang Corner đây. Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tắt cái thanh menu bar trên tất cả các phần mềm mà được build từ Electron nha. Thì cái thanh nó ra làm sao thì mình sẽ cho các bạn xem. Nè, cái thanh file edit build nè. Thực ra thì cái thanh này nó mặc định là nó đã có rồi, nhưng mà cái việc sử dụng của mình nó không có cần đến cái thanh này, nên là để nó cũng không có dùng đến, nó sẽ gây chiếm cái phần giao diện của mình, khiến cho cái giao diện mình không có được tối ưu, không có được mà thu gọn lại, nên là mình sẽ tắt đi cho nó được nhỏ gọn hơn ha. Rồi, thì cái cách làm nó cũng rất là đơn giản ha các bạn. Khi mà các bạn build ra một cái phần mềm á, thì nó sẽ có file index của HTML, CSS và các file của JavaScript. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái file main.js, tức là cái main.javascript đó các bạn, cái đuôi.js á. Đó, thì các bạn vào đây, đây cũng là cái file mà để các bạn có thể mà tùy chọn cái kích thước của phần mềm, chiều rộng và chiều cao của phần mềm các bạn. Đó. Thì ở cái phần function, cái phần create window á, cái phần mà để các bạn tùy chọn giao diện phần mềm, thì ở phía dưới, cái thanh ở dưới hai cái dòng chiều cao và chiều rộng á, các bạn sẽ thêm vào một câu lệnh là ngắn thôi. Auto hide menu, hide menu bar. À, auto hai menu bar. À, đây là cái lần trước mình đã có nhập vô rồi. Nếu mà các bạn lần đầu tiên nhập á thì nên là nhập thủ công nha, nhưng nó không có sẵn đâu. Đây là tại vì do lần trước mình đã nhập rồi nên là nó có sẵn. À, rồi hai chấm sẽ trả về giá trị là true nhé. À, vậy đấy, vậy là xong. Sau đó thì sẽ cân chỉnh lại giao diện thôi. Chiều rộng thì ở đây nếu mà tắt cái thanh đó thì mình cho cỡ chừng 560 là hợp lý. Và cái chiều cao thì tầm 100 đi. Đó. 100. Và chạy nó. Nếu mà nó chưa có tối ưu, nó chưa có thu gọn lại thì các bạn có thể tùy chỉnh tiếp. Nhưng mà ở đây chắc có thể là nó đã nhỏ gọn rồi đó. NBM Star. Đây. Đấy. Nó đã tắt hoàn toàn cái thanh đó rồi các bạn. Nó trở thành cái phần mềm như các phần mềm bên ngoài mình sử dụng. Đây. Nó có hiển thị 3 thông số. Ở đây thì hiển thị cái thông số CPU mà các bạn đang dùng sẽ là nó chiếm là bao nhiêu phần trăm, và toàn bộ cái phần mềm trên máy bạn chiếm á bao nhiêu phần trăm CPU. Đây là RAM, nó còn lại là bao nhiêu. Đây là tổng lượng RAM trên máy của các bạn. Có nhiều khi á mình nói là máy mình 8GB RAM, nhưng thực ra trong máy cái lượng RAM nó không có đủ 8GB đâu các bạn, nó tầm 7GB 9 là dữ lắm rồi. Đó. Thì sau cái video này mình sẽ up lên cái video demo cái phần mềm này cho các bạn xem nhé. Đó. Thì nó đơn giản như thế thôi. Nó chỉ có một lòng lệnh vậy là các bạn có thể tắt được cái thanh menu bar rồi. Rồi thì cũng không còn gì nữa thì thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình sớm được 1.000 người đăng ký nha các bạn. Rồi, bye bye.